Mới đây, vào ngày 11 tháng 9, Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác và xe máy trên đường DT768 khiến một bé trai tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một phụ nữ đi xe máy chở theo hai con trên đường đi học về trên đường 786 đoạn gần cầu Thủ Biên, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã xảy ra va chạm xe chở rác chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến xe máy của ba mẹ con ngã xuống đường, bé trai 6 tuổi tên là THH hiện đang học lớp 1 tại trường tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ, hai mẹ con còn lại may mắn thoát nạn. Ngay sau khi nhận được tin con bị tai nạn, người cha đã chạy đến hiện trường ôm thi thể con, ngồi bên đường gào khóc. Hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót, chạnh lòng. Theo camera an ninh của người dân, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong khi hướng đường cùng chiều đang có nhiều xe tải lưu thông, thì xe chở rác chạy với tốc độ nhanh, vượt sát lên phần đường xe máy gây ra sự việc đáng buồn nêu trên. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 9, vào lúc 7 giờ 30, trên đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là một phụ nữ đang mang thai. Được biết, khi chị LTTT, sinh năm 1989, trú ở Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An, đang điều khiển di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu hướng đi vào trung tâm thành phố Vinh. Khi xe của chị T đến số 4, đường Phan Đăng Lưu, thì một ô tô con mang biển kiểm soát 37A968XX dừng bên đường bất ngờ mở cửa phía trước bên lái. Do quá bất ngờ, chị T không đánh lái kịp nên đã đâm vào cửa ô tô con, sau đó ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe chở rác do anh TVT, sinh năm 1993, trú ở phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, mang biển kiểm soát 37N97XX chạy tới và cán qua người chị T. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo nguồn tin mới nhất, tài xế xe ô tô mở cửa bất cẩn gây tai nạn chết người là anh NQT, kế toán phường. Hiện anh T đang làm kế toán ở phường Quán Bảo, thành phố Vinh, Nghệ An. Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, người đàn ông đang đi tập huấn tại một địa điểm gần đó. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng cho biết, theo thông tin đăng kiểm, chủ xe ô tô con trong vụ tai nạn là một người phụ nữ, trú ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Xe sản xuất năm 2021 và đăng ký lần đầu vào tháng 1 năm 2022, hạn kiểm định đến ngày 27 tháng 7 năm 2024. Ở một địa phương khác, tại thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum cũng xảy ra một vụ tai nạn lấy đi hai mạng người. Sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 9 khi anh AZ, 30 tuổi, ngụ tại xã Đắc Dơ, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum, điều khiển xe máy chở vợ lưu thông từ hướng Đắc Tô về thành phố Kon Tum. Khi đến đoạn km 1511+850 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Đắc Tô thì không may đâm vào đuôi xe tải đậu bên đường, cú tông mạnh khiến vợ chồng anh Dê tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chỉ vì một phút vội vàng, sơ suất của tài xế mà một gia đình đã mất con, chồng mất vợ. Mong rằng sau những vụ việc này, mỗi cá nhân sẽ ý thức được vị trí, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.